bought it, and they cook Costco. $6 a pound. Cá này không tươi. Cá này mình mua, mình ăn hồi sáng nè. Ngon quá nè, mà này không có fresh. Cùng một giá tiền. Cá này cá chiên, má thì thích ăn lắm nè. Má là thích ăn cá chiên này. My mom like this one. Cá này kêu bằng cá trê nè. Tiếng Mỹ là catfish, tiếng Việt Nam là cá trê. Còn cá này là bắt từ Việt Nam, products of Vietnam. Không theo vậy. Còn cá này là cá rô biển. Còn cá này là cá mình ướp xả chiên. Còn cô này mắc tiền lắm, không có tiền mua ăn đâu.